Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là trực giác của bạn, cảm nhận của bạn đang cố báo điều gì mà bạn không nhận biết nhé. My chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ, khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Bạn cũng có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ 1. Bạn có là The World, thế giới. Tụ 2. Bạn có là Nine of Sea, có nghĩa là 9 ly đấy. Tụ 3. Bạn có là Cat Magic, có nghĩa là nó giống nhà ảo thuật vậy, hay mèo ảo thuật. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài, bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 1, chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là trực giác của các bạn, tụ 1 cảm nhận của các bạn đang cố báo cho tụ 1 biết điều gì. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 1 nhé. Ở lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, tụ bài số 1, khi mình nhìn lá bài này, mình kết nối được với cái trực giác, với cảm nhận của các bạn, tụ bài số 1. Sâu thẳm trong con người của bạn biết được một điều rằng là có một cái nơi nào đó, hoặc là có một sự việc nào đó, hoặc thậm chí là một người nào đó khác, nơi nào đó khác, việc nào đó khác, hướng nào đó khác tốt hơn cho bạn so hơn với cái là hiện tại của tụ bài số 1. Mà để nói đến trực giác ở trong trải bài của bạn, nó có quá nhiều những cái lá bài nè, nó thể hiện ví dụ như inner voice là tiếng nói nội tâm này. Chưa kể lá bài Sequin này là năng lượng nước, thủy, nó cũng chủ về là trực giác. Này cũng nước nè, nước nè, nước. Rất nhiều nước ở đây nó báo cho mình biết được rằng là thực ra tụ bài số 1 bạn hoàn toàn có thể, chỉ cần lắng động lại bạn hoàn toàn có thể kết nối được với bên trong của bạn để bạn lắng nghe tiếng nói nội tâm, lắng nghe trực giác là nó mạnh. Ý mình nói là nó mạnh. Nó mạnh, nhưng hai cái lá bài này ở đây mình đang nhìn thấy nó rối ren á, cho nên có thể là bạn lẫn quẩn và bạn không để người của mình lắng xuống để bạn nghe cái sự thôi thúc và bạn nhìn thấy rõ thôi. Cho nên đôi khi có thể như vậy, chúng ta cần thông qua cái trải bài giống như vậy. Ok, khi mình gõ cái lá bài thì viên đá của bạn là selenite, viên đá làm sạch. Vậy có nghĩa rằng là bạn vô tình, vô thức, trực giác của bạn hướng bạn chọn viên đá này, hoặc chỉ đơn giản là bạn thích, thì nó cũng là trực giác và năng lượng hướng bạn đấy để bạn chọn cái viên đá selenite này là chủ về làm sạch. Vậy có nghĩa là người của mình, bạn nhớ lúc nãy mình đang nói người mình nó cứ ngổn ngang rối rắm á, cho nên nó làm cho mình không có lắng xuống để cảm nhận được. Thì đây nè, đừng có ngổn ngang và đừng có rối rắm nữa, tịnh xuống một chút xíu, lắng xuống một chút xíu. Vậy quay lại một chút nhé, lá bài đại diện chọn tụ của các bạn đấy vẫn là như vậy. Sâu thẳm trong con người của bạn biết rằng là phải có một cái gì đó nó tốt hơn cho bạn so hơn với là hiện tại. Nó nối ngay bên dưới là Buffalo. Buffalo là con trâu á. Thông điệp bên dưới nè: The abundant universe will provide. Những cái năng lượng của sự thịnh vượng mà vũ trụ sẽ mang đến cho các bạn. Tụ bài số 1 đấy nó càng rõ nữa. The mask là mặt nạ. The vessel
mặt nạ với cái này nó giống như những cái dây mạch máu đó, hoặc là bạn ăn cái quýt đó, bạn thấy nó có mấy cái sớ, mấy cái rôm nó nối mấy cái múi quýt lại với nhau, thì một loạt những cái năng lượng này nó vẫn thể hiện rõ là bên sâu thẳm trong con người của tụ bạch số 1, bạn biết rõ một điều đó, nó có một cái gì trong người của bạn, chỉ đơn giản cái đó nó giống như kiểu là cảm nhận hay là linh tính hay là trực giác thôi. Nó biết là bạn có thể làm một cái gì đó nó tốt hơn, bạn có thể tạo ra một cái điều gì đó tốt hơn, bạn có thể đi đến hay là thay đổi một cái bất kể một cái điều gì đó tốt hơn so với hiện tại. Vậy thì bạn nhớ lúc mình chỉ cái viên đá này nó sự ngổn ngang nè, bây giờ ở đây ấy, là người của bạn không có thoải mái đâu, bạn có thể đang khó khăn trở ngại ở đây là rất là dễ về công việc làm ăn hoặc là tiền bạc hoặc cả là mối quan hệ nhé, năng lượng này cũng có thể là mối quan hệ nữa. Vậy thì dù cái hoàn cảnh hiện tại của bạn có là như thế nào, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được nó tốt hơn, và nó có cái khả năng là tốt hơn tại trực giác báo cho bạn biết mà. Hiện tại nó không phải là cái nơi hay là tình trạng hay là trạng thái tốt nhất, phù hợp nhất với bạn đâu. Nó có một cái hoàn cảnh hay trạng thái, tình huống hay là mối quan hệ nó tốt hơn rất nhiều. Cho nên những cái gì mà bạn đang ở trong hiện tại, ví dụ như cái trải bài này nè, cách mà mình đang cư xử, cách mà mình đang kết nối, hoặc là bạn đang có một cái phương pháp kế hoạch, hoặc là bạn đang tính toán một cái việc gì đó, là nhìn ngó lại giúp mi, phải nhìn ngó lại. Vì cái lá bài cuối cùng của bạn là Sky, là cái cuốc. Cái cuốc nó thể hiện rất rõ là do cái cách của mình đấy. Nếu mà mình cứ đi tiếp như cái hiện tại, mình nghĩ nó không ổn, phải chỉnh, thì nó mới ra được cái năng lượng tốt này. Vậy thì cái trực giác của bạn đang báo cho bạn biết là hiện tại không ổn. Năng lượng này nè, hiện tại không ổn, phải sửa lại, dù cho cái gì đi chăng nữa đều phải sửa lại. Mà để phải sửa lại thì phải rà lại một vòng. Phải ra lại một vòng thì bạn mới nhìn thấy được, nó lóe lên một cái hoàn cảnh thực sự của bạn, nó mới lóe lên được một cái câu chuyện thật, một cái trạng thái thật, tình hình thật của bạn, thì lúc đó bạn mới biết là nó cấn ở đâu, phải phải rà soát lại. Ok. Thậm chí cả Earth King cũng vậy, Earth King là ông vua đất. Bạn nhìn thấy nè, con mèo này nó không có đi, nó nằm xuống, nó ý y một chỗ, nó cho mình nhìn thấy được năng lượng mà trực giác muốn nói cho các bạn tụ bài số 1 ấy. Từ từ dừng lại một chút xíu, quan sát, dừng lại, cảm nhận, rồi bạn sẽ nhìn thấy một cái điều gì đó nó lóe lên một ý tưởng mới, hoặc thậm chí là bạn sẽ biết bạn cần phải nói gì, bạn biết bạn cần phải đi tới đâu. Chứ còn bây giờ hiện trạng và hiện tại ngay lúc này là không ổn, không có đúng đâu, phải thay đổi. Nó chỉ đơn giản là phải thay đổi. Nhưng mà vì cái là Five of Pentacles ở đây đó, nó cho mình nhìn thấy được rằng là nó có một năng lượng của sự trợ giúp, một cái sự giúp đỡ. Ở đây là người khác giúp. Còn cái lá bài The Outsider, hai lá bài này nó cùng năng lượng với nhau. The Outsider này á là nó thể hiện tự giúp mình, còn cái này là có người khác giúp. Điều này có nghĩa, tóm lại nhé, trực giác báo cho bạn biết là tình hình không ổn đâu. Hiện tại bây giờ là bạn phải làm khác đi, phải thay đổi, hoặc là phải sửa chữa, hoặc là phải cải thiện, hoặc là phải cứu vãn, vân vân. Đấy, đều là phải thay đổi hết. Nhưng để thay đổi nó có hai bước. Bước đầu tiên là bạn phải tự thay đổi mình, sau tự nhiên sẽ có người tới giúp, sẽ có người tới góp tay, góp sức cho các bạn tụ bạch số 1. Vậy thì tự thay đổi mình như lúc nãy mình nói với bạn đấy, tụ một. Bây giờ là bạn phải nhìn lại một vòng rồi. Chắc chắn một điều rằng là bạn phải nhìn lại một vòng. Ví dụ như năng lượng này, bạn nhìn lại các mối quan hệ, bạn nhìn lại về cái tài chánh, về cái tiền bạc của mình, bạn nhìn lại thậm chí cả về cảm xúc và sức khỏe của mình nữa. Nhìn lại một vòng đi, bạn sẽ thấy ngay rằng là ồ, thì ra vấn đề là nó nằm, xin lỗi phải nói thẳng, thì ra vấn đề nó nằm ở mình đang cư xử sai rồi, mình đang cư xử nó chưa ổn với một cái người nào đó, hoặc là mình đang tính một cái bước tính, hay là mình đang trong một cái tình trạng mình không nhất thiết là phải cứ chôn chân mình mãi như vậy được. Thì khi bạn nhìn lại bản thân của bạn một chút thôi, khi bạn chấp nhận là mình đang có những cái giới hạn, cái này bạn phải tự chấp nhận, thì bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ trỗi dậy. Cái the mask này là cái mặt nạ nè, mặt nạ ai cũng đeo một cái mặt nạ cả, xã hội bây giờ đấy, bạn thấy không, có người đeo mặt nạ hiền, có người đeo mặt nạ là dữ dằn, có người đeo mặt nạ thế này và thế nọ thế kia. Nhưng
Khi nó xuất hiện trong trải bài này của các bạn từ bài số 1, bạn đón nhận nó tích cực giúp mi. Khi mình nhìn lại bản thân của bạn, bạn thấy rằng à, bây giờ mi ví dụ trong một cái mối quan hệ, bạn nhận ra được rằng là thì ra bạn cũng có cái cư xử nó chưa phải với người ta, thì lập tức mình phải đeo lên một cái mặt nạ. Bạn hình dung không? Cái này mình không biết là bạn nghe như vậy bạn có đón nhận nó tích cực được hay không? Vì con người của bạn vốn dĩ nó đã là như vậy, nhưng khi tiếp cận với một đối phương nào đó, nó sinh ra những cái mâu thuẫn và nó sinh ra những cái không có hay, khổ sở, lấn cấn trong cái mối quan hệ. Vậy bây giờ buộc mình phải đeo một cái mặt nạ khác. Mặt nạ đây là mặt nạ biết nhận lỗi, ý như vậy đó. Mặt nạ này là một cái mặt nạ mà mình là sẽ cho người ta thấy thiện chí để muốn cải thiện mối quan hệ. Rồi, thì nó vẫn là một cái mặt nạ. Chứ còn nếu mà bạn giữ nguyên bản như mình thì lúc nào mình cũng khăng khăng và mình cũng gọi là thì đó vẫn là vì mình cũ, vì phiên bản cũ của mình như vậy cho nên nó mới gây ra cái lấn cấn với người khác, cho nên giữ nguyên bản thì nó không có cái hóa giải. Đeo một cái mặt nạ thiện chí, ý mi là vậy thôi. Ok, mình đón nhận nó tích cực giúp mi, đeo nó một cái mặt nạ thiện chí. Thì nhưng mà vấn đề này là phải ngó lại một vòng, ngó lại một vòng của mình hết rồi. Vì ở đây bạn sẽ thấy là Ace of Swords này và Subconsciousness này, tâm thức, hai cái lá bài này nó đều cho mình nhìn thấy là bạn sẽ hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Hai lá bài này nó kẹp lấy cái inner voice. Inner voice là tiếng nói nội tâm. Mà tâm thức ở chỗ này nè, là tiếng nói nội tâm thì xuất phát từ trong tâm thức đó. Nó sẽ có một cái ý tưởng, nó sẽ có một cái sự thật, nó sẽ lóe lên trong đầu. Bạn sẽ nhìn đúng được cái hoàn cảnh của mình, với điều kiện là bạn phải chịu nhìn lại. Ok, bạn nhìn lại xong rồi bạn thay cái mặt nạ. Thì khi mà mình thấy cái mặt nạ thiện chí, mình thấy một cái mặt nạ tích cực là chuyện sẽ được hóa giải. Ở đây năng lượng đó, abundance universe will provide, là năng lượng thịnh vượng mà vũ trụ sẽ cung cấp mang đến cho các bạn thuộc bài số 1. Thì khi mà mình phải sửa cái việc này, sửa một cái mối quan hệ, hóa giải một mối quan hệ với ai đó, thì bạn mới có thể thay đổi được cái trạng thái của bạn. Đấy là về cái phương diện là mối quan hệ nhé. Phương diện còn lại, công việc và tiền bạc tài chính, thì công việc tiền bạc tài chính thì nó hay đi đôi với nhau. Vậy thì điều này có nghĩa là một cái cách nào đó mà bạn đang làm ấy, cái cách bạn đang làm hay là cách bạn đang giải quyết một cái phần công việc nào đó, chắc chắn một điều cũng phải nhìn lại một vòng. Nó không phải là bí bách gì cả, nó cũng không phải là nó bế tắc hay là nó khổ sở và nó khó khăn tiêu cực gì giống như là bạn nghĩ đâu. Nó đều có một cái cách cả, nó đều có một cái cách, nó đều có một cái ý tưởng để bạn phá vỡ cái trạng thái hiện tại. Thì khi mà bạn rà lại thì bạn thấy cái cách đó lại tiếp tục, mình đeo lên một cái mặt nạ giải quyết. Còn này là mặt nạ khổ sở, thì bây giờ mình đeo cái mặt nạ giải quyết. Thì với những năng lượng này, nếu bạn ngẫm nghĩ lại thì nó có lúc này nhá, ở đây hai cái lá bài này có lối thoát cả, mình nhìn thấy là đều nó có cái lối thoát hết. Nhưng mà tóm lại, dù là mối quan hệ hay là công việc mà bạn giữ một cái kiểu cũ và một cái nếp cũ là không ổn, cho nên trực giác của bạn nó mới bắt đầu là nó sôi sôi lên mà nó báo cho bạn biết rằng là có cái khác tốt hơn. Chỉ đơn giản là có cái khác tốt hơn thôi. Vậy thì về cái hướng công việc nhé, thực ra hướng công việc ở đây mình nhìn thấy là có quyền trợ giúp đấy. Có quyền trợ giúp, phải có một cái người nào đó trợ giúp, hoặc là cái phương pháp giải thoát ra khỏi cái tình trạng hiện tại để giúp cho bạn mọi chuyện nó dễ hơn. Nhưng khi bạn ngẫm nghĩ lại xem là bạn, ở đây nó làm cho mình nhìn thấy giống như kiểu là bạn sẽ liên lạc với ai đó. Đây nè, liên lạc với ai đó. Vì mãi bạn cứ cắm đầu xuống, bạn không kết nối với một ai đó. Lá thư này vẫn là như vậy, thanh kiếm này vẫn là như vậy. Kiếm nó chủ về cũng là cái liên lạc, cái kết nối, cái bày tỏ nè. Bạn phải kết nối với một ai đó. Chứ còn một mình bạn, bạn không thoát ra khỏi được cái tình trạng này là vì bạn không nhìn thấy gì cả ngoài cái ngổn ngang và rối ren. Vậy thì ai đó ở đây nó làm cho mình nhìn thấy Earth King với lại Sea Queen. Rà lại danh sách của mình đấy. Là rà lại cái danh sách của mình, có cái người nào mà họ thực sự là nó phù hợp nè. Lại tiếp tục The Master Vessel. Không hiểu sao cả hai lá bài này nó đều cho mình có một cái cảm nhận, bây giờ là trực giác của mi đấy, là cái bạn đang cần tụ một nằm ngay trước mắt bạn, ngay trước mắt luôn mà bạn không có nhìn thấy. Giống như cái người này chỉ cần ngẩng mắt lên là đã thấy ngay cái cô này đang tới giúp đỡ. Cậu bé con này mình phải cầm lên để bạn mới nhìn thấy được, đá bài này xa khó thấy.
cậu bé con này đang muốn ra khỏi cái cánh cổng nhưng mà không có ra được vì quá cái khả năng, nhưng mà cái sợi dây xích, nhưng cái ổ khóa nó không có khóa, cho nên là vẫn là như vậy. Một cái điều gì đó nó nằm ngay trước mắt các bạn tụ bài số 1 mà bạn không thấy. Bạn không thấy cho nên bạn cứ đang là khổ sở thôi. Thì trực giác mới báo cho bạn biết rằng là bây giờ cái khổ sở này là cái không có được, là phải thay đổi đi. Mà thay đổi là bằng cách nào đây? Nó nằm ngay trước mắt mình ấy. Cái cách mà mối quan hệ cũng nằm ngay trước mắt. Cái cách để mà làm công việc nó cũng nằm là ngay trước mắt. Một sự trợ giúp nào đó liên quan đến tiền bạc tài chính hay công việc nó cũng là nằm ngay trước mắt mà mình không thấy. Mà làm sao để cho mình nhìn thấy, quay lại cái năng lượng này vẫn là phải rà lại. Bởi không thấy cho nên mới phải xài một cái kính lúp thiệt là to ở chỗ này. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của Ace of Swords. Wow, bạn thấy nó hay, nó tự bay ra. Mình có cái gì mà nó nằm ngay trước mắt bạn mà bạn không có thấy á. Đây nè. The Fool là năng lượng của một cái sự thay đổi, như đoạn đầu mới có nói với bạn á, chỉ đơn giản là trực giác báo cho bạn biết là phải thay đổi và nó sẽ có thay đổi. Ok, còn cái lá bài hai gậy này nó cứ có một cái gì đó, nó giống như là bây giờ là cái cảm xúc rối ren của bạn, bạn bị mất lửa cho nên các bạn không có đủ tích cực luôn, cho nên không có thấy gì hết, là như vậy. Thành ra là bây giờ nè, bánh xe số phận đã ở đây rồi, King of Cup nó đã ở đây. Bây giờ là cái tình huống của tụ một nó là như vậy. Tóm lại là bạn đang có một cái điều mà bạn muốn nhé. Một hoàn cảnh mà điều bạn muốn, bây giờ sắp xếp lại cái câu chuyện của các bạn. Nhưng mà bạn đã, dĩ nhiên bạn đã phải có những cái việc làm hay là đã có những cái thực hiện. Nhưng mà tính đến bây giờ nó lại đẩy dẫn tụ một đến một cái trạng thái nó không như ý bạn muốn, thì mình nhìn lại để mình phải đủ cái bản lĩnh để chấp nhận là mình chưa chuẩn rồi, mình chưa có cư xử đúng, mình chưa có làm việc đúng, chưa có giải quyết hay chưa có thực hiện và xử lý đúng, phải đủ bản lĩnh để chấp nhận là mình chưa ổn đâu để mình mới thay đổi. Trực giác của bạn nó báo cho bạn biết là phải thay đổi đó, là câu chuyện là như vậy. Vì King of Cup và King of Earth, hai lá bài này là vua vua và nó thể hiện cho cái năng lượng dương, nó thể hiện cho một cái sự kiêu hãnh mặt mũi nào đó của bạn, hoặc là cái bản ngã hay là cái tự tôn hay là cái tôi nào đó của tụ một, và nó ngăn bạn lại. Thì cho mình mới dùng cái chữ bạn phải đủ bản lĩnh để mình nhìn lại một vòng và mình chấp nhận, mình nhận ra rằng là ok, nó chưa chuẩn và cái điều mà mình muốn nó chưa đạt được, thì có nghĩa rằng là phải thay đổi cái gì đó để đạt được điều mình muốn. Vậy thôi. À, và để thay đổi cái điều mình muốn buộc mình phải có những cái điều chỉnh. Thành ra ở đây nó mới có cái the mask, là cái mặt nạ là như vậy. Và cái the vessel này á, cái vessel này mới cảm nhận được thôi. Mình xin phép khỏi giải thích lá bài này bạn nhé. Đó, vì khi bạn nhận ra như vậy buộc bạn phải đeo một cái mặt nạ khác, nhưng mà mặt nạ ở đây mình đang nói là mặt nạ của sự thiện chí, mặt nạ của bản lĩnh, mặt nạ của sự chấp nhận, để mình dằn xuống cái kiêu hãnh hay là cái tự tôn của mình, nó lại đang không giúp mình mấy đâu trong cái tình huống này. Phải thay đổi rồi, phải cố gắng nỗ lực để thay đổi rồi, đeo lên một cái mặt nạ của sự bản lĩnh và dũng khí. Có nghĩa cái hành động và cái quyết định, cái lựa chọn, cái thực hiện của tụ bài số 1 nó rất là quan trọng, vì nó giúp cho bạn đầm ổn xuống, giải phóng cái hoàn cảnh hiện tại. Vì rõ ràng trực giác báo cho bạn là hiện tại là không có ổn đâu, phải thay đổi đi. Mà để thay đổi được thì bạn đủ bản lĩnh để thay đổi nha. Phải có bản lĩnh mới thay đổi được cái tình huống này. Mà thay đổi bằng cách nào? Nó nằm ngay trước mắt mình luôn ý. Nằm ngay trước mắt mình. Chỉ đơn giản là đấy, là mình tự thay đổi đã là một cái cách, nó ngay trước mắt luôn. Nó đâu có xa xôi và cũng không làm phiền gì đến ai. Nó cũng đỡ mất công nữa. Đầu tiên hết là mình sẽ tự thay đổi. Hạ cái, bỏ đi, xin lỗi, cái tự tôn cái kêu xuống. Rồi mình tự thay đổi là cái thứ nhất đấy, đấy chỉ cần ngẩng mặt lên thôi, nằm ngay trước mắt các bạn nè. Rồi xong rồi, khi mà đã thay đổi như vậy thì bạn cư xử với ai đó hoặc là bạn làm cái cách gì đó trước đây là tuyệt đối không lặp lại, rõ ràng là tuyệt đối không lặp lại rồi. Rồi hai cái này nó vẫn cho mi cảm giác có thể là bạn buộc phải nói đó, hoặc là bạn buộc phải liên hệ kết nối
Ở đây nó có thể là gửi thư như này nè, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là nhắn tin, hoặc là email. Hoặc là truyền tin qua một cái thông báo nào đó, chứng từ hay thư từ nào đó, bất kể, vì nó là một cái năng lượng của sự liên lạc và kết nối. Đó, khi mà bạn liên lạc và bạn kết nối thì cái kết quả có thế nào đi chăng nữa mình vẫn thấy là the abundant universe will provide, năng lượng thịnh vượng mà vũ trụ sẽ cung cấp cho các bạn tụ bài số 1. Và cả cái King of Cup và đây là hai cái lá bài này, mình vẫn nhìn thấy rằng là khi mình đã chỉnh lại cho nó chuẩn rồi thì tất cả những cái gì mà vũ trụ đón nhận được cái điều đó ở phía tụ một và sẽ đáp trả và sẽ hồi trả cho bạn lại ấy, thì mình cứ vui vẻ và mình đón nhận thôi. Tại vì đó là ít nhất nó phá vỡ trạng thái hiện tại cho bạn và nó sẽ tạo ra sự thay đổi. Nó sẽ tạo ra sự thay đổi và nó sẽ giúp cho bạn chấm dứt cái trạng thái hiện tại. Hoàn toàn là có thể chấm dứt nhưng mà do bạn là cái người thực hiện cái sự chấm dứt, tạo ra cái sự thay đổi đó. Nó là vậy, cái hoàn cảnh của các bạn tụ một đấy. Nhưng mà trước mắt là bạn phải nhìn lại một vòng giúp mình nhé, cái kính lúp này là soi soi thiệt là kỹ luôn. Soi thiệt là kỹ và chưa có vội hành động, bởi vì khi nào mà bạn phải chấp nhận và bạn phải nhìn thấy bản thân của mình, xong bạn đủ cái bản lĩnh là đeo một cái mặt nạ khác lên ấy thì nó mới ổn. Vì viên đá này là viên đá làm sạch, là bạn phải xả năng lượng cũ, bạn phải chịu thì nó mới được. Còn nếu không, cẩn thận giúp mi, ở đây là cái cuốc nhé, nó là hai chiều của một vấn đề. Nếu mà mình chưa đủ bản lĩnh, mình chưa chịu chấp nhận, mình chưa có đeo cái mask mới lên ấy, mà mình muốn phá vỡ trạng thái tình trạng hiện tại thì nó không có cái cơ sở, nó khó lắm cho bạn. Hoặc là bạn mà đã chưa có chấp nhận cái bản lĩnh để mà chấp nhận thay đổi, và bạn đã kết nối nhắn tin gì đó với ai rồi ấy, thì khéo đâu cái cuốc đó mình nói là hai mặt của một vấn đề bạn. Không cần phải quá vội vàng, trải bài này là không cần phải quá vội vàng đâu. Bạn chỉ cần ngẫm nghĩ là một chút xíu đi, trực giác sẽ báo tiếp cho bạn. Từng bước từng bước từng bước cho bạn cả. Nên cái lá bài này nó vẫn mang năng lượng là kiên nhẫn một chút xíu. Kiên nhẫn và hai cái lá bài này nó mang là cái quyết định, cái hành động, từ cả cái lời ăn tiếng nói các bạn, tất cả nó đều dựa trên cái trái tim của sự chân thành là được hết, không có bất kể những cái tôi hay là cái kiêu hãnh hay là không còn lý do gì hết ngoại trừ sự chân thành mà thôi, sự mong muốn và sự chân thành mà thôi, nó sẽ giúp cho bạn phá vỡ cái trạng thái hiện tại. Đấy, tình huống của tụ bài số 1 là như vậy nhé. Rồi, vậy thì mình xin phép tạm ngừng ở đây ạ. À, mình chúc nguyện như ý và mình mong rằng là cái hoàn cảnh của tụ bài số 1 sẽ nhanh chóng tháo gỡ và nó chuyển đổi tốt cho các bạn nhé. Rồi, mong phước lành luôn song hành bên bạn. Mình xin phép ngừng và hẹn gặp nhau ở những chủ đề khác tụ bài số 1. Hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ở bên dưới. Cảm ơn tụ 1. Xin chào tất cả các bạn, tụ 2 đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ hai, chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là trực giác của tụ hai đang cố báo cho tụ hai biết điều gì. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ hai nhé. Ở lá bài đại diện chọn tụ của bạn ấy, lá bài này ấy, thực ra nó là một cái lá bài liên quan đến điều ước hay mong muốn hay là ấp ủ. Và như bạn nhìn thấy lá bài này, con mèo nó đang ngủ và nó mơ đến rất là nhiều những cái điều sung sướng, thoải mái, thích thú, hạnh phúc, vui vẻ cho nó. Thành ra ở đây mi đang nhìn thấy là tụ hai có vẻ như là bạn đang có một cái điều bạn muốn làm, hoặc một mong muốn, muốn một ấp ủ nào đó của bạn, nhưng mà có vẻ như bạn bị ngủ quên á. Mình chỉ có nghĩ về nó, mình chỉ có muốn về nó thôi, nhưng mà cần phải thức dậy để mới có thể thực hiện hoặc là làm nó và đạt được nó.
Vì tự nhiên mi cứ có cái cảm giác khi mi nhìn cái lá bài kế bên, xin lỗi mi quay thẳng lại bạn, mỗi một con mèo nó đều có một cái chỗ nó rất là thoải mái, cho nên nó xuất hiện ngay trong đầu của mi là comfort zone, là một cái vùng an toàn của tụ bài số 2. Cái vùng an toàn, bạn muốn làm một cái việc gì đó nhưng mà bạn đã co mình lại rất là nhiều và nó trở thành một cái bức tường nó bọc lấy bạn, thì đó là cái vùng an toàn đó. Mi cảm giác là như vậy. Và cái vùng an toàn đó nó đã khống chế tụ bài số 2. Thì rồi cái mình ở yên luôn chỗ đó, tại vì nếu mà phá vỡ đi cái vùng an toàn thì nó lại là cái vùng bất an đó. Kiểu vậy, thì chữ an toàn và bất an thì nó không phải là vấn đề, mà quan trọng là bạn muốn cái gì thì mới được. Cho nên trực giác của bạn ở đây hai cái lá bài này nhé, the thread nó giống như là một cái thread, là một cái sợi dây đi, một cái sợi dây. The vow là một cái lời tuyên thệ, một cái lời hứa. Ok, cho nên có thể với những năng lượng này, không biết là bạn có tuyên bố cái gì không, bạn có hứa với ai, hoặc là bạn có một cái gắn kết, một lời ước nguyện nữa, bất kể với ai nha. Nhưng mà có lẽ là đã đến lúc mình nhớ tới cái điều đó, vì điều đó nó sẽ tạo ra những cái sợi dây, những cái sự dẫn dắt á, để cho bạn có thể biết mà lần theo cái lối đó để phá vỡ được cái vòng an toàn của bạn. Bởi vì cái vòng an toàn này nó đang bị rất là chắc, nó làm cho bạn co mình lại và ở trong cái vòng an toàn. Mà ở đây nó có cái Fire of King. Fire of King, rõ ràng là bạn phải muốn làm một cái việc gì đó, nhưng mà dựa trên cái năng lượng này khéo đâu, giống như là bạn muốn làm một cái cách mà nó chuẩn chỉnh nhất. Có thể biết đâu kế bên đây là lá bài Ten of Earth, bạn muốn làm một cái việc gì đó để tạo ra một cái sự thoải mái, sung túc, đủ đầy, hoặc là tốt đẹp cho, chỉ đơn giản là tốt đẹp. Bạn muốn làm một cái gì đó tốt đẹp cho gia đình của bạn, hoặc bạn muốn mang đến một cái giá trị tốt đẹp nào đó cho tập thể và cộng đồng của bạn, những người nó nằm ở trong cái tầm quản kiểm của bạn, tầm 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 nắm bắt của bạn ấy, bạn muốn làm. Nhưng mà vì bạn đang muốn là những cái tốt đẹp nhất, nó phải có cái gì nhất ở đó nữa, tốt đẹp nhất rồi, thành ra là cái chữ nhất đó nó làm cho bạn suy nghĩ ra thêm đủ hết những cái cách này cách khác khác, nó phải có những tiêu chuẩn, nó phải có những cái điều nọ, rồi bắt đầu là bạn ngủ quên luôn trong cái mớ bồng bông những cái mà bạn cho rằng tốt đẹp nhất. Một phần nữa ở đây không hiểu vì sao The Burden với lại Fire King, con mèo này nó ngồi trên cái bục này, nó cho mày cảm giác là đôi khi có thể là vì một cái mặt mũi nào đó, mày xin phép mày cứ nói thẳng bạn nhé, vì một cái mặt mũi hay là vì một cái hình tướng nào đó mà nó khống chế tụ bài số 2. Mi đưa ví dụ này, mi ví dụ nhé, bây giờ mình làm sếp, mình không thể nào nói rằng là mi cứ cho đại nhé, mình muốn là mang một cái phần thưởng đi, bây giờ mình phần thưởng, ví dụ là mình sếp, khi mình đã tổ chức một cái gì đó và mình tạo cái giải thưởng, thì không lẽ sếp mà kêu cái giải thưởng nó có 1 xu thôi, nó không có chuẩn. Ok, thà nhân viên làm gì nó 1 xu thì không nói, bây giờ mình sếp ít nhất mình cũng phải là 10 xu thì nó mới đúng cái danh của mình đó. Cho nên cái sự chuẩn chỉnh đó bắt đầu nó làm cho bạn có những cái ý tưởng, vì ở đây là đa dạng ý tưởng lắm, là tụ bài số 2 giống kiểu là bạn là cái người rất là sáng tạo nè, bạn mà làm trong những cái lĩnh vực ví dụ như thiên về là nghệ thuật nè, hoặc là thẩm mỹ nè, hoặc là truyền thông quảng cáo hay là marketing nữa, nó hợp năng lượng này lắm với tụ bài số 2 đó, kiểu vậy. Cho nên bạn nghĩ được nhiều cách, mà khi nghĩ nhiều 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 như vậy, bắt đầu là em đi xa quá rồi, em đi xa xa quá luôn. Thì nó chỉ cần á, đây là trực giác nhắc cho bạn biết, khi bạn rơi sâu vào trong cái trạng thái mới nãy mình kêu là comfort zone á, là cái vùng an toàn ở đây, đôi khi cái vùng an toàn này lại là mới lúc nãy mình nói là đôi khi một cái định danh nào đó nó bọc bạn lại. Thì chỉ cần nhớ đến cái điều mà bạn đang muốn từ ban đầu á, cái mong muốn từ ban đầu, hoặc là một cái công bố, một cái thông báo, một cái lời hứa, một cái gắn kết nào đó của bạn ban đầu, thì nó mới xuất hiện ra được cái cách để nó làm cho bạn thấy được cái đường, bạn lần mò theo cái hướng đó, cái cách đó để bạn thoát khỏi cái định danh của mình, cái bọc lại mình, nó làm cho bạn co mình lại hẳn lắm. Thì overcome any obstacle, vượt qua tất cả những cái chướng ngại vật, hai lá bài này bay cùng với nhau nên mình chồng lên bên dưới, bạn thấy hay lắm nè. Give with gratitude and grace, cho với một cái sự dễ thương nè,
cho với một cái cho ra đó bạn, cho ra gratitude nó giống như một cái sự biết ơn, mình cho người khác biết ơn mình đúng không, nhưng không, cái này là mình vì mình quá là trân quý người ta, mình biết ơn người ta cho nên có thể là mình tặng một cái gì đó cho người ta chứ không phải là cho nữa, mình tặng cho người ta gọi là của cho, nó không có bằng cách cho đó, kiểu vậy. Cái cách cho vậy thì có thể là ở đây nó liên quan tới vow nè. The vow là đôi khi bạn có hứa một cái gì đó, hay là bạn có thông báo công bố, hoặc là bạn có cái gì đó, ok, thì nó không có quan trọng rằng là phải làm nhiều cách cho nó đẹp đẽ và nó trọn vẹn và nó chuẩn chỉnh, bởi vì bạn đang muốn nghĩ nhiều cái lắm, ok, nhưng mà chỉ cần mình nhớ đến là mục tiêu ban đầu của mình là muốn muốn tặng trao cho ai đó, thì mình sẽ vượt qua tất cả những cái chướng ngại vật, vì nó xuất hiện ngay là cái cách, xuất hiện ngay được cái cách, thì lúc đó bạn sẽ thấy là bạn nhẹ. Vì dẫu sao đi chăng nữa thì khi mà người, lúc nãy mình nói là có thể là người trong gia đình của bạn hoặc là cái tập thể đó, người ta vẫn nhận được cái tấm chân tình của các bạn là cái chủ yếu. Còn cái bạn cam kết cái gì, hay bạn hứa, hay bạn gắn kết, hay bạn muốn cái gì với người ta, cái chuyện đó là hạ hồi phân giải, vì người ta đã quý rồi. Bước một là người ta đã quý rồi. Vì năng lượng này nè, mình đang nhìn thấy rất rất là nhiều những cái thông điệp mà mình nhìn thấy bạn cứ loay hoay và chật vật, loay hoay và chật vật. Ừ. Rồi một hồi cái bạn đi xa quá. Ừ. Bạn đi xa quá mất tiêu rồi. Vì cái The Hermit này á, nó kết hợp với một politics, bạn thấy cái này hơi sợ, vì một con rắn nhé, con rắn đuôi chuông mà nó đeo một cái mặt nạ, nó vẫn thể hiện cho mi nhìn thấy được cái mặt nạ để bạn đón nhận nó tích cực đi, mi chỉ đơn giản là mi đón nhận cái năng lượng kết hợp của hai cái lá bài này lại với nhau thôi. Nó giống như kiểu là bây giờ là bạn bị mắc kẹt, mắc kẹt ở trong cái suy nghĩ của mình, bởi vì quá nhiều những ý tưởng hay những cái cách tốt mà bạn muốn đi, nhưng sau cuối nó lại trở thành một cái comfort zone, thì nó bọc bạn lại, bạn bị mắc kẹt ở trong đó. Thì nếu mà bạn cứ tiếp tục cái trạng thái mắc kẹt như vậy, mình nghĩ nó không phải là cái cách tốt nhất. Cho nên có phải hay không, tụ hai bạn ấy mệt cái đầu và mình cảm nhận là mình hết cách rồi. Thời gian qua trước khi bạn gặp mi trong trải bài này, thì cái cảm giác mà nó bí bách, nó khó chịu giống như vậy á, là trực giác của bạn là đang kết nối với bạn đấy, tụ hai. Tại vì nếu như cái comfort zone của bạn, cái vùng an toàn của bạn, cái vỏ bọc đó mà là nó tốt và thực sự là nó bảo vệ cho bạn, thì bạn phải cảm thấy thoải mái chứ. Này, bạn muốn cho mọi người xung quanh thoải mái mà bạn lại không thoải mái, và khi bạn không thoải mái có nghĩa là trực giác báo cho bạn biết rồi, ok, đó nó không ổn đâu nha, mà cứ giữ gì hoài cái chữ nổ cái đùng, nó nổ đùng có nghĩa là mình mệt trong đầu, cái mình có thể là bị ảnh hưởng đến tâm lý hay là sức khỏe về tinh thần đó, thì trực giác báo hiệu cho bạn ngay cái gì không ổn, người của mình nó có dấu hiệu liền. Mình đưa một cái ví dụ rất căn bản, bạn ăn một cái món ăn mà nó không có sạch đấy, bạn ăn vào thử đi là bạn sẽ biết ngay, người của bạn phản ứng liền, bạn hình dung không? Rồi tương tự người bạn, bạn không có biết ăn cay, bạn ăn một cái miếng ớt nhỏ và người bạn phản ứng ngay. Ừ. Bạn là người ăn lạc, một món ăn nó có quá nhiều muối, bạn phản ứng ngay, cho nên cơ thể của mình là nó phản ứng. Mà bây giờ là bạn đang có những cái nó lùng bùng ở trong đầu, nó có bí bách ở, nó mệt, nó đủ hết các kiểu, có nghĩa rằng là nó cái hiện trạng hiện tại ấy, là bạn không có chấp nhận người, bạn không có tiếp nạp là không tốt, thay đổi, phải thay đổi. Bạn đi tiếp con đường vậy là không được. Cho nên với những hai năng lượng này đó, cho nên là beyond illusion, có nghĩa là vượt xa cái ảo tưởng đi. Cái mà bất kể cái gì đó mà bạn suy nghĩ ra nhiều cái, thực sự ra là nó xuất phát bởi là cái tâm tốt thôi. Ok, nhưng mà nó lại vô tình nó tạo ra illusion là cái ảo giác cho mình. Rồi chưa kể cái định danh này kia khi nọ lúc nãy mình nói với các bạn nữa, thì bây giờ mình phải beyond nó, là vượt ra đi. Bây giờ phá vỡ nó, bung ra. Bung ra. Ừ. Để mà mình thực hiện, vì Knight of Swords này là một cái lá bài nhé, không có từ bỏ, tại vì loay hoay hồi là bỏ ngang đó, nó bị treo đó, nên chỉ cần nhớ lại cái chuyện mà mình đã công bố, hay là có cái gắn kết, hay cái cam kết, hay là muốn thực hiện đó, nhưng muốn lợi lợi thề nguyện hay ước nguyện từ vào để dịch sát nghĩa, cái nó hơi vui thôi, nhưng mà có thể là một cái điều gì đó bạn muốn thực hiện thì phải thực hiện. Nhưng mà khi nãy nó như vậy có nghĩa là chưa có thực hiện được, mà hỏi làm sao chưa thực hiện được là vì hai cái này là mình vẫn nhìn thấy năng lượng như kiểu là định danh, ok, hoặc là bạn muốn cái nó quá cầu toàn và nó quá là chuẩn chỉnh đi, và nó làm khó bạn, và nó làm cho vô tình cẩn thận coi như bạn trở thành là người bị nuốt lời, hoặc là người mà nói mà không có giữ lời, hoặc là người mà quên đi cái mục tiêu hay là mong ước gì đó của mình, tự mình lèo với mình luôn á, hứa lèo á, mình dùng cái chữ gọi vậy. À, bạn bạn cẩn thận rồi, vậy thì khi mà mình
phá vỡ đi cái vòng an toàn mà nó không có tốt nha. Vòng mi xin phép mi phải đổi lại, từ nãy giờ mi kiểu là comfort zone không phải đâu, nó là cái vòng, gọi là cái vòng đó sau cuối là vòng bất an cho bạn đấy. Thì khi bạn phá vỡ ra, fish này là con cá này, là nó sẽ vượt ra. Mi cảm thấy là nó vượt, và con cá này ấy, nó cũng mang cái yếu tố linh hoạt, vì cá này là cá chim, nó vẫn nó ở dưới nước nhưng hoàn toàn nó có thể bay lên trên bờ, nó hóp hóp hóp, nó thở được không lâu thôi nhưng mà nó thở được, có nghĩa là cái tính linh hoạt. Mi cảm giác là như vậy, vì nó bay thẳng cái anchor ở bên này là cái mỏ neo. Nên nếu mà bạn chỉ cần thay đổi như vậy thì cái bạn sẽ vui, mà không phải một mình bạn vui đâu. Không biết là bạn đang muốn làm cái gì đó cho ai, thì đối tượng mà họ nhận nè, bạn bạn tặng gì đó cho ai, người ta cũng vui luôn. Mà khi người ta vui như vậy nhé, mình sẽ quay lại từ sân mặt trời ở đây nè. Mi vẫn nhìn thấy mặt trời ở đây á là đang chiếu cái ánh sáng cho tiên cá và những cái sinh vật động vật ở dưới biển khơi, cho cái này là cho năng lượng, bạn thấy không, cho là cho năng lượng, biếu tặng là tặng năng lượng. Ok, cho và biếu tặng ở đây là cái tình cảm và cái cảm xúc. Thì cái anchor này nè, nó thể hiện cái sự thấu hiểu, người được nhận cũng hiểu và người được cho phải hiểu. Thì cái fish này á, nó là một cái năng lượng thịnh vượng, cho nên là bạn chỉ cần có cách mà mình thể hiện, cái cách mà mình nói ra, cái cách mình diễn đạt, cái cách mà mình bộc lộ thôi, nó chứa đựng tất cả những cái tấm chân tình. Thì điều bạn ấp ủ, điều bạn mong muốn nó sẽ thành được hiện thực, và người ta sẽ có được cái sự thoải mái, người ta nhận được người ta cũng thoải mái. Không có nhất thiết là phải kiểu cách, xin phép là cứ nói thẳng, kiểu cách hay là tô vẽ, đó. Bạn bạn chỉ cần như vậy, nó sẽ giải phóng cái tâm lý của bạn rất nhiều, vì hoàn cảnh hiện tại với cái politics ở đây mình đang nhìn thấy không ổn. À, và ok, như thế này, tại vì có hai, nói đến đây vì cái mắt của mình đang nhìn tới cái mặt nạ, xin lỗi là bị khựng 3 giây rồi. Cái mắt mình đang nhìn tới cái mặt nạ là cái thứ nhất, cái thứ hai là hai cái lá bài này nó tự bay ra. À, ba lá tự bay ra mà nó có hai cái lá này rất chi là nó giống ở trong tụ bài số 1. Cho nên ở cái giai đoạn mà chọn cái đồ vật, chọn tụ, viên đá chọn tụ, nếu bạn cảm thấy nó cũng hơi có một cái sự quan tâm đến cái tụ bài số 1, bạn có thể tham khảo thêm thông điệp của tụ bài số 1 nhé. Vì trong tụ bài số 1 có đích danh luôn, The Mask là cái mặt nạ, và nó có cả hai cái lá bài này. Thành ra nếu mà bạn không có thích thì thôi không sao, mà bạn cũng có cái lăn tăn, xong mình cũng thích thích, mình cũng có cái quan tâm tụ 1, mời bạn tham khảo cả tụ 1, sẽ có thông điệp mà hữu ích cần cho bạn nhé. Đó, cái hoàn cảnh của tụ bài số 2 nó là như vậy đó bạn. Thực ra là trực giác báo cho bạn là phải thay đổi, chấm dứt trạng thái hiện tại đi. Rồi, và hãy nhớ đến cái mục đích đó. Tóm lại là mục đích, cái the vow là mục đích, ý tưởng, lời hứa, cam kết, gắn kết, thề nguyện gì đó. Bất kể ban đầu, cứ đó mà thực hiện. Còn cái cách không cần phải quá vất vả. Cái cách không cần phải quá vất vả đâu bạn. Nhẹ thôi. Bởi vì cái chỗ này nè, nó cho mi cảm giác giống như kiểu là bạn chỉ cần làm đúng thì giống kiểu là vũ trụ sẽ đãi bạn và số phận sẽ mỉm cười với bạn. Xuất phát từ cái tấm chân tình là give with gratitude and grace, là cái lời hướng dẫn cho bạn đấy. Không biết là bạn, cái the vow của bạn là cái gì ha, nhưng mà bạn chỉ cần thể hiện cho người ta thấy cái lòng biết ơn và cái sự nhẹ nhàng duyên dáng của bạn, tấm chân tình của bạn bày tỏ bộc lộ ra, thì lá bài đại diện chọn tụ nó vẫn mang một cái năng lượng là điều ước thành hiện thực bạn nhân, và hài lòng đấy. Cái lá bài đại diện chọn tụ là như vậy, nên là người ta hài lòng nữa, chứ không phải một mình tụi hai hài lòng đâu. Cái hoàn cảnh của bạn là như vậy. Rồi, tụ bài số 2, mình mong rằng là dù cho bạn ở trong cái hoàn cảnh nào, bất kể câu chuyện của bạn là gì đi chăng nữa, bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn overcome any obstacle này, vượt qua những cái chướng ngại vật. Và cái chướng ngại vật này, mình xin lỗi là mình sẽ phải nói thẳng, đây là bạn đang tự tạo ra mình đấy, tự tạo ra cho mình ở trong cái suy nghĩ của bạn, nó bí bách thôi, chứ cái hoàn cảnh là có cái cách để mình đơn giản hóa vấn đề và mình vẫn thực hiện được cái chuyện của mình nhé. Tụ bài số 2, và mình mong rằng là phước lành nè, rồi sự thuận lợi, thành công sẽ nhanh chóng đến bên các bạn, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những chủ đề, những cái phương diện khác của cuộc sống nữa bạn nhé. Và bạn hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn tụ bài số 2. Xin chào tất cả các bạn, tụ 3, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau.
Tụ ba, chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là trực giác của tụ ba đang cố báo điều gì cho tụ ba biết trước khi vào trọng tâm trải bài. Hãy làm sạch năng lượng của tụ ba nhé. Lá bài đại diện chọn tụ nó báo cho mình thấy được rằng là có vẻ như tụ bài số 3, bạn đang cần phải làm một cái việc gì đó. Bạn đang cần phải thực hiện một cái việc gì đó. Và ngay bên dưới nè, Spirit has your back. Giống như là năng lượng tâm linh đó, cũng những cái vị thần mà bảo hộ đấy sẽ hỗ trợ, sẽ kiểu như has your back, là đồng hành, song hành và bảo hộ, bảo vệ cho tụ ba, giống vậy đó. Ok, vậy thì chúng ta kết nối với nhau để xem là trực giác của tụ ba đang muốn báo điều gì đó cho tụ ba. Mà ở đây mi nhìn thấy được rằng là vì vì bạn đang trong một cái trạng thái bạn muốn làm một cái gì đó và bạn có lợi thế và sự hỗ trợ an toàn để làm việc gì đó, để làm cái việc đó, nhưng mà có vẻ vì nó còn có những cái năng lượng khác ở đây, mi nhìn thấy như như có vẻ là nó, hoặc là bạn không đủ kiên nhẫn, hoặc là bạn đang có những cái suy nghĩ, ok, hoặc là không kiên nhẫn, hoặc là cái suy nghĩ nó đang ngăn trở cái việc bạn cần phải làm. Khi mà ngăn trở việc bạn cần phải làm là bạn không thấy được cái năng lượng này đâu. Spirit has your back, bạn không có thấy đâu. Vậy thì như này nè, vì trên trải bài này thì mới thấy được hoàn cảnh của bạn, giống như the offering này là cho hay là trao tặng hay là mang đến cho một người khác một cái điều gì đó. The desert là sa mạc. Sa mạc thì nó khô cằn lắm, cho nên là ai du hành, người nào họ du hành ở trong sa mạc, họ có nhiều những cái mong ước và những cái khao khát lắm. Ví dụ như là có một cái ốc đảo, ví dụ giống như có là nước, nó thể hiện một cái sự khao khát ở trong sa mạc. Vậy có nghĩa rằng the offering là cho một cái gì đó đúng cái người mà họ đang khao khát, cái việc cho nó sẽ chạm đến cái khao khát của ai đó. Vì áp lại vào cái lá bài đại diện chọn tụ, bạn đang muốn làm một cái việc gì đó hoặc bạn muốn thực hiện một cái việc gì đó, mà nếu như bạn làm được và thực hiện được thì dĩ nhiên nó thỏa mãn cái khao khát của bạn, không nói rồi. Nhưng nếu như cái việc mà bạn làm và bạn thực hiện được, biết đâu nó còn có giúp cho người nào đó khác không phải là tụ ba mà họ cũng đang khao khát cái kết quả hay là cái việc mà bạn cần phải làm và thực hiện thì sao? Đó, thành ra là My đang nhìn thấy là bạn hình như My đang bị khựng ở đoạn đầu là vì My đang muốn nhìn những cái tín hiệu, My đang muốn tìm trên trải bài này nè. Không biết là nó có những cái dấu hiệu hay những cái tín hiệu gì mà ví dụ như bạn cảm giác là nó lùng bùng trong đầu, hay là bạn có cảm giác là nó xôn xao trong lòng, hay là nhức đầu sổ mũi đó. My đang muốn tìm những cái tín hiệu đó để coi là bạn có đang có những cái triệu chứng gì hay không ở bên ngoài đời sống thật của bạn ấy. Nên My khựng mấy giây là như vậy. Chứ còn ở đây là cái câu chuyện của bạn nhé. Vậy thì cái triệu chứng mà bạn đang mắc phải đó là cái biểu hiện mà trực giác kết nối với bạn. Ví dụ như cái biểu hiện nè, hai lá bài này nó cho mi thấy được rằng là giống như kiểu là bạn đang suy nghĩ cái đường này, bạn đang suy nghĩ cái đường nọ, rằng là hình như mình không có thực hiện được, là mình không đủ khả năng để mình thực hiện, mình làm cái việc đó, mình không đủ cái khả năng để offer, để cho một cái gì đó. Mà tất cả những cái khối suy nghĩ đó có lẽ nó làm cho bạn không vui đâu. Isolation này là nó làm cho bạn không vui một chút xíu nào. Cả cái condition này nữa, condition này nó điều kiện. Đầu tiên hết mình cảm thấy là người của bạn nó mệt nè, nó không có tích cực, nó không vui. Rồi bắt đầu bạn sẽ sinh ra những cái mạch suy nghĩ, rằng là bạn sẽ không có ổn, hoặc là bạn không làm được việc này. Condition. Mình vẫn nghĩ đấy bạn, và rốt cuộc cuối cùng là bạn bị cột, bản thân của mình cột với cái suy nghĩ đó. Ok, mình nói cái cột suy nghĩ, mình nhìn cái con sư tử thì bạn thấy cái chân của nó đang cột một cái sợi dây thừng với lại một cái lông cừu không? Nên nó giống như kiểu là mày cứ đang nhìn thấy rằng bạn không nhìn thấy được cái khả năng thực sự của bạn. Tụ bài số 3, bạn cứ cho rằng là bạn không ổn đâu để bạn làm cái việc này.
và bạn muốn làm nó ở một cái hay là phương pháp tốt nhất. Vì hai lá bài này nó cũng thể hiện là bạn là người có thể nghĩ ra được nhiều cách. Cho nên có thể bạn nghĩ cách này và bạn nghĩ cách khác và bạn nghĩ cách nọ, bạn muốn tận dụng, bạn muốn kết hợp với cái này đủ hết. Nhưng mà sau cuối có vẻ như bạn thấy rằng ô, bạn muốn như vậy nhưng bạn không làm được như vậy. Và bạn cột mình với cái suy nghĩ đó, mà cái suy nghĩ đó nó làm cho bạn rất khó chịu. Thì bạn hình dung, ô cái này là My đã nói với tụ 2, xin phép là lặp lại ở trong tụ bài số 3. My đưa một ví dụ rất là căn bản tụ bài số 3 nha. My ví dụ là bạn ăn một cái món ăn nhưng mà nó không có được sạch đó, đồ ăn nó không có sạch đó. Bạn ăn vào bạn biết ngay, người của bạn phản ứng liền, bạn chạy lòng vòng liền. Rồi hoặc là bạn là cái người không biết ăn cay đúng không? Mình bỏ vào cho bạn một cái miếng ớt nhỏ thôi, không cần phải miếng ớt lớn đâu, bạn phản ứng liền tại chỗ. Bạn là cái người ăn lạc, không có ăn mặn được ấy, nhưng mà đồ ăn nó có hơi nhiều muối. À, so với người bình thường là nó ok, nhưng vì bạn là người ăn rất là nhạt, nên là bạn ăn vào một cái là bạn phản ứng ngay. Đó, thành ra cơ thể của mình nó rất là hay. Cơ thể của mình luôn luôn có những cái phản ứng để mà báo hiệu cho mình biết là cái mà nó đang tiếp nạp vào hay là cái đang hiện hữu trong người của mình là nó không có tốt, nó không có phù hợp với mình, nó không có phù hợp. Đó, thành ra trong cái năng lượng trải bài này mình đang muốn tìm triệu chứng là như vậy, vì chúng ta kết nối với nhau là coi là trực giác báo hiệu điều gì với bạn. Mà bây giờ trong người của mình cảm giác là nó không có vui, nó có nhiều những cái suy nghĩ, và đặc biệt cái suy nghĩ nó là mình không được đâu, mình không ổn đâu. Đó, thì cái suy nghĩ mà nó tiêu cực và nó sôi lên như vậy, đó là một cái sự phản kháng của cơ thể của mình cho cái mạch suy nghĩ đó. Tại vì khi mà mình suy nghĩ cái gì mà nó vui là thì người của mình nó hạnh phúc lắm, thì hạnh phúc là nó khỏe mạnh đó. Mà cái này nó ngổn ngang như này là nó không có khỏe mạnh, là nó cần phải giải phóng nó đi. Đó, thì cái lá bài này là bây giờ là Spirit has your back, là bạn chỉ đang suy nghĩ vậy thôi. Chứ nếu mà bạn vẫn cứ tự tin để bạn làm cái việc mà bạn đang muốn làm nè, bạn đang muốn thực hiện nè, Spirit has your back. Đâu phải là một mình đâu, mình đâu có làm một mình đâu, mình còn Spirit nữa. Vậy thì nếu như mà bạn offer cái gì nè, bạn đang muốn tạo ra một cái quà tặng chăng, hay bạn đang muốn mang đến cho ai đó một điều gì đó, muốn cống hiến cho ai đó một điều gì đó, thì bạn làm đi. Cái trải bài này nó là như vậy đó, thì bạn làm đi. Vì hai chỗ này nó cũng cho mình nhìn thấy cái năng lượng nó cũng đang bị thấp 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 ở trong người của bạn, là vì mấy cái suy nghĩ đó nó làm cho bạn bị tụt cái cảm xúc và tụt đi cái năng lượng. Nên đáng ra là khi bạn thực hiện được cái việc đó thì lá bài này phải quay lại, vì đây lá bài nó báo hiệu một cái sự vui vẻ, một cái chuyện mà đáng để ăn mừng, và một cái kết nối giữa tụ bài số 3 với người khác ở đây. Nhưng bạn không kết nối được, bạn đang khựng lại. Vì bạn đang còn đây nè, judgment, là bạn thấy bạn còn đang nhốt mình ở trong mấy cái vòng này nè, bạn suy nghĩ nó chưa thông. Và mấy cái vòng này chính là mấy cái vòng suy nghĩ từ nãy đến giờ mình nói đó. Hai cái lá bài này, số 7 nó đang thể hiện thấy cái người của bạn nó đang sôi, lúc đột sụt đột sụt, nó sôi lên, nó không có bình yên, nó không có an lạc ở trong con thể con người và cơ thể của các bạn. Tụ bài số 3 là như vậy. Thành ra đã đến lúc á mình phá bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thì vì ở đây bạn sẽ nhìn thấy nè, cái người này thì thấy nó thấy mệt đúng không, người này đã bắt đầu thoát ra và người này là bơi lên rồi. Ok, và khi cái lá bài này đó nó cũng cho mình nhìn thấy nó liên quan đến offer, the offering vẫn là việc bạn thực hiện cái gì đó. Bạn có thể là năng lượng ở đây, bạn cũng có thể là năng lượng ở trên này. Thứ nhất là bạn phải nghĩ lại thôi, tại vì những cái cách mà bạn nghĩ là hổng hổng rầy nè, trước khi bạn gặp mi trong cái trải bài này là bạn sôi sôi sôi, nó cứ lủng lủng lang ngang trong người, nó khó chịu lắm. Nó giống như mình ăn phải một cái món ăn nó không sạch, giống như là mình ăn phải một món ăn nó có cái sự tổn hại cho bản thân của mình, ngừng ngay cái món ăn đó lại, đổi thực phẩm liền, y chang là giống như vậy. Trực giác nó báo cho bạn biết đấy, cho nên người của bạn nó mới ngổn ngang như vậy. Đang nghĩ cái gì dẹp đi, đừng nghĩ cái cách đó nữa, bạn hình dung không? Hay là đang muốn nôn nóng cái gì, ngừng lại, phải kiên nhẫn, tất cả đều là phải ngược lại và khác đi. Thì đó là một cái năng lượng để bạn có thể là bảo vệ cho bản thân của mình, thì nó bừng sáng lên. Lúc đó là bạn thông rồi đó. Và khi mà bạn thông thì mới đang nhìn thấy nè, năng lượng của bạn nó sẽ là cái người này. Bạn thấy thổi cái gì không? Đấy, thổi này là thổi oxy ra cho mấy cái tiên cá ở đây, là offering, là khi bạn nghĩ thông ra rồi bạn sẽ quyết định offer cái gì đó đây nè. Với như lá bài này có thể là bạn sẽ công bố một cái gì đó, bạn sẽ thông báo một cái gì đó, bạn sẽ offer là ban ra, cho ra, tặng ra một cái điều gì đó. Nhưng mà trước hết thì bạn phải có cái bước như mình vừa mới nói với bạn ấy, vì isolation nó nói với awareness,
awareness là một cái nhận thức. Vì bạn đây nè, đấy, trước khi bạn gặp mi trong trải bài này là cái bóng đen này rất là khó chịu, nhưng mà hình như nó có một cái mạch suy nghĩ khá là đúng hơn, nó tách ra. Ngọn lửa màu xanh là ngọn lửa thức tỉnh, nhận ra một điều rằng là ô mình đang có những cái mạch suy nghĩ tổn hại chứ nó không có lợi ích. Đó, tách ra thì nó còn một mạch suy nghĩ khác, thì bạn phải nhận ra cái vấn đề đó. Ok, thì bạn sẽ thay đổi tình huống liền, transformation, thay đổi tình huống. Healing có nghĩa là chữa lành, người của mình nó khỏe lại liền tại chỗ. Và bạn có thể sẽ công bố thông báo, bạn có thể sẽ thực hiện, bạn tiến hành cái việc đó, bạn offer ra. Và rất là nhiều người xung quanh, người ta đang cần cái mà bạn offer, là ban ra, tặng ra, hay là cung cấp, hay là thực hiện ra cho người ta. Ok, thì cái lá bài mà lady ở đây ấy, lady là nó phụ nữ, nhưng mà nó chỉ là báo về cái năng lượng của trực giác, của cái cảm nhận luôn. Đúng như cái trải bài ngày hôm nay của chúng ta là coi trực giác của bạn là cái gì. Thì lady nó nối liền với fish. Fish là thịnh vượng. Fish là linh hoạt, vì đây là cá chim. Nó không chỉ ở dưới nước đâu, nó đang bay trên mặt nước nè bạn đấy. Là về cái tính linh hoạt. Linh hoạt nè, uyển chuyển, linh hoạt. Bạn thực hiện cái việc đó. Lady nó cũng mang một cái năng lượng là quan tâm nữa. Ok, quan tâm, chăm sóc, mang đến một cái nguồn năng lượng ấm áp cho người khác. Nó giống như kiểu là bạn, cái lady này nó đang, offer, cái người lady này đang nhìn qua fish là con cá. Nó giống như kiểu là khi mà bạn chỉ cần quan tâm, bạn cảm nhận tất cả những năng lượng ở đây, sau bạn thực hiện cái việc offer bằng trọn vẹn cả trái tim, sự quan tâm ấy, thì mình nhìn thấy cái năng lượng fish này sẽ là của bạn. Năng lượng thịnh vượng. Ok, thịnh vượng này là trong sức khỏe, trong mối quan hệ. Và khi bạn làm như vậy nè, số phận sẽ mỉm cười với bạn. Bởi vì bạn nhớ không, khi nãy mình nói là cái desert này là cái sa mạc nè, bạn làm được cái việc đó là bạn cũng hả thỏa mãn cái cơn khao khát mà bằng tấm chân tình của mình. Mà cái người họ nhận cái offer này của bạn, người ta cũng được cái thỏa mãn cái cơn khao khát của người ta luôn. Nó là như vậy, vì cái Empress ở đây nó là vẫn như vậy nhé. Empress nó mang năng lượng là hoàng hậu, hay là năng lượng của một người mẹ cho đi vô điều kiện. Mấy cái con mèo con nó hút sữa, nó ăn sữa của cái mèo mẹ này, thì đâu có tính toán gì đâu. Có nghĩa rằng là mình có cái mà người khác họ đang cần, mình cho đi vô điều kiện. Và mình phải cho chứ sữa để lại trong người nó ướn đâu có được. Cái hoàn cảnh đấy mình nhìn thấy như vậy. Nên xuất phát điểm là trực giác đang báo với bạn là khó chịu, như vậy là nó đang bị cấn đó, phải khai thông cái đó. Ok, và cái ripeness này cũng nó cho mình nhìn thấy vậy. Ripeness là một cái trái cây nó đã chín rồi. Nó chín, ok, nó kẹp ở giữa healing với lại conditioning. Ripeness, giống như kiểu lá bài này nó nói đến thời điểm vậy bạn. Bây giờ trái chính là phải hái xuống, vì cái trái này mi đang nhìn thấy giống như nó rơi rồi. Nó rơi á, là cái thời điểm của nó. Cái thời điểm của nó. Ok, thứ nhất là bạn có trái chính thì nếu không hái xuống nó cũng hỏng thôi, cho nên cái việc cần phải hái là phải hái này. Vậy có nghĩa là việc bạn đang cần phải làm đấy, nhưng mà tại mi hơi băn khoăn vì nó nối với lá bài Seven of Pentacles là kiên nhẫn. Lá bài này là kiên nhẫn. Transformation, the offering. Thôi thì tóm lại mi vẫn cảm nhận cho bất kể cái gì nha, mà nó làm cho bạn trì hoãn và không đủ cái tự tin để làm bất kể cái việc gì đi chăng nữa, thì đấy là nó gọi là chưa có đúng hướng á. Chỉ cần bạn làm cái gì mà phù hợp nhất cho bạn. Tại vì cái transformation này là thả ra, mình vẫn có cảm giác là thả ra đi. Và phải là chính mình. Healing này, hai cái bàn tay này nó che nè. Có cái gì đó nó bạn tự che bạn luôn, kiểu vậy đó. Bây giờ đã đến một cái thời điểm bạn phải offer. Ok, offer là trao tặng.
gửi ra đi, bày tỏ bộc lộ hết tấm chân tình hoặc thậm chí cả là cái sự thịnh vượng của bạn đây. Thịnh vượng là tình cảm cũng là một dạng thịnh vượng bạn nha. Chứ còn thịnh vượng nó không phải chỉ đơn giản là tiền không, mà cái này cũng có thể là tiền vì offer. Offer cái này là tặng một cái gì đó mà. Thì nó phải liên quan đến cái thịnh vượng là phải có tài lộc ở trong đó thì mình mới tặng được. Bất kể là gì đi chăng nữa thì vẫn như năng lượng này mình vẫn cảm nhận được rằng là bởi vì cái lá bài Queen Fire of Queen này nè là nó làm cho bạn nó khiến cho bạn mất đi cái tự tin chứ không có gì hết đấy. Vì Fire of King này là bạn quá khắc nghiệt, khắc khe với bản thân của mình mà nó sinh ra một loạt như vậy. Thì đâm ra là bạn đi lệch hướng. Bạn đang làm cái nó không có không có phù hợp và nó không thuộc về các bạn. Là như vậy, thả ra nó hết, transformation là thả nó ra hết vì nó làm cho bạn phiền lắm. Vì nó làm cho bạn có những cái suy nghĩ nó không có được tích cực. Đó, cho nên rốt cuộc cuối cùng muốn offer thì offer đi. Cái thông điệp nó vẫn là như vậy. Trực giác muốn báo cho bạn biết đấy. Vì như mình chốt lại một cái hình ảnh cho bạn dễ hình dung, đây là con đại bàng. Đại bàng là bay trên trời cao, nó bay và nó mắt của nó rất là tinh tường, nó thấy á mồi dưới là nó làm một cái quạp xuống một cái nó lấy lên liền, nó quắp con mồi lên là xong no. Đó, cho nên là đại bàng mình không thể nào kỳ vọng bắt nó chạy lông nhông trong sân như con gà được. Rồi xong mổ thóc cốc, nó không thể nào như vậy được. Đại bàng là phải bay trên trời cao mà. Năng lượng này có nghĩa rằng là trực giác đang báo hiệu cho bạn biết là bạn là đại bàng mà bây giờ bạn cứ chạy lòng vòng trong sân như con gà mất tóc ấy. Không phải, bây giờ mời bạn bay lên giùm cái vì đấy là nơi thuộc về các bạn. Tụ bài số 3, offer thì offer đi, tự tin thì bạn làm được hết. Vậy, tụ bài số 3 nhé. Mới chúc nguyện như ý bạn, mình mong rằng là dù cho cái việc gì đi chăng nữa bạn sẽ hoàn thiện nó, hoàn thành nó một cách gọi là tốt đẹp nhất. Và sẽ có những cái năng lượng thịnh vượng như này nè, bao vây lấy tụ bài số 3 và bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ rất là dễ thương. Đây có chuyện vui, lá bài này báo hiệu là tin vui cho bạn, một cái thời khắc nó mang năng lượng tích cực đến cho tụ bài số 3 đấy. Và chúng ta hẹn gặp nhau trong những chủ đề ở những cái khía cạnh khác nữa tụ bài số 3 nhé. Mình xin phép là tạm ngừng và bạn hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn tụ bài số 3.